Hello, cây Dương Đông xin chào anh em nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em mẫu các loại máy nổ này anh em. Ai muốn mua thì xuống ngay ngã ba Hồ này anh em ơi. Đây, ngã tư Hồ chứ. Ngay cái chỗ đèn đỏ luôn anh em ơi. Đây các loại máy luôn này, đầy đủ nhá. Đây máy máy trang trai mà anh em hay tin dùng này, đó. Đây máy trang giang này. Trang giang VIP à? Đây, trang giang VIP cho anh em. Quay cho anh em xem này. Bô nó khác nhỉ. Bô nó mới này anh em. Bô kiểu mới. Trang giang, đây là máy trang trai này anh em. Trang trai thì bữa mình có giới thiệu cho anh em rồi nên là chắc không cần giới thiệu gì nhiều đâu nhỉ. Đây máy trang trai này. Máy trang trai thì nó cũng rất khỏe nha anh em, nhưng mà giá nó cao hơn xíu so với trang đông nhá. Đây máy trang trai này, này kia. Đây cũng máy trang trai này. Đó. Hôm nay mình sẽ quay cho anh em đầu trang đông VIP này. Đây là đầu trang đông VIP này anh em. Đầu trang đông VIP là đặc biệt, nó là có cái bô nó dày này. Bô dày giống như kiểu của Vikino ấy, nhưng mà nó khác cái phần này nhá. Đây Vikino thì nó tròn hơn. Đây rồi đang đông VIP. Cái này máy 24. Anh em cần thắc mắc quay máy gì thì cứ bảo mình xuống quay cho nhá. Đây làm cho anh em miễn phí luôn. Đấy, anh em muốn tham khảo giá này kia thì tí mình để lại số điện thoại nhá. Đấy, anh em cần thì gọi trực tiếp thôi. Chứ mình đâu có bán máy đâu mà mình biết, tại vì giá nó lên cao thấp ấy. Đây rất là nhiều đầu RT cũng có luôn nha anh em. Đó. Đầu RT RV này kia là đầy đủ luôn. Đây. Anh em xem đầu đây là trang đông VIP này. Trang đông VIP. D, đây là máy D. Cái máy này là đặc biệt, nó có cái nhớt đi theo này nha. Nhớt của nó đi theo luôn. Đấy, đầu đúc khuôn này kia. Nhìn màu nó cũng đẹp. Xài thì nhiều bà con xài nhiều nó mới biết được. Mình cũng không xài. Đây là máy Tiger này nha. Ôi, máy Tiger. Máy Tiger bữa nay giá nó bao nhiêu rồi? Tí mình hỏi vô. Máy này máy 24 cấp tên. Ồ, máy 24. Đây máy trang trai nó có đề này anh em. Ngồi nhìn nó đã không? To bự, bự chả bá luôn. Máy này bao nhiêu đây ta? Máy này máy 32. Máy 32 này anh em. Ui ui. Rất là tuyệt vời luôn. Nhà mình đang xài máy này nhá. Máy nhưng mà máy máy 28 thôi. Nhiều anh em cũng nói nó yếu, còn nhiều anh em cũng nói nó khỏe, nên là nói chung là cũng tùy hàng, tùy cái đầu mình mua. Chúng phải hàng nhái này kia thì nó yếu nha, còn chúng phải hàng thật thì nó ok luôn. Nhưng mình đang xài là bao khỏe luôn anh em ạ. Đây cái này là mặt này. Cái ốp ga này, ốp cái bi ga này kia ấy, lóc của nó ấy. Kỳ là dày luôn, dày nói chung là rất chắc chắn anh em ạ. Mua thì yên tâm. Đây có bán dàn rồi lốp này kia là đầy đủ, nên anh em cần thì cứ liên hệ số điện thoại chứ mình để cho. Đấy, liên hệ khu vực đây nha anh em cần này. Cái chân giang này các kiểu mấy trang phen này anh em. Nói chung là máy nhiều máy mình không biết được. Máy này là máy gì đây ta? Máy này là nói chung là máy này toàn chữ Trung Quốc này anh em, mình không biết. Anh em thông cảm nha. Đây. Mình sẽ đi quay cái trang đông mà đây trang đông VIP đầu hũ này nha. Đầu nước. Đầu hũ nước này. Thì là ok luôn.
Đây trang giang VIP. Mình cũng chưa xài mấy cái đầu này này. Đây, nói là giới thiệu cho anh em cần mua đầu nào thì anh em mua thôi. Đây các loại máy kia móc có sẵn này, anh em ai cần lấy trong ngày thì có luôn. Cái này không có cầu đẩy này. Đầu NT. Cái này cũng không có cầu đẩy này. Chắc là sau kia có cầu đẩy. Coi cho anh em xem. À đây có cầu đẩy này anh em. Xài đầu chân đông VIP. Đây chân đông VIP. Bánh loại mới này. Đây là cầu Isuzu này anh em. Cầu Isuzu đấy. Giờ mình sẽ đi quay ra ngoài cho anh em xem chỗ kia nhé. Có cái máy Ben này kia. Mình khoái nhất là cái đầu trang trai nha anh em. Rồi, sợ phút. Mấy cái đầu nhỏ này kia vẫn có nha. Mấy cái đầu 4 bánh nha. Kubota này kia. Đây đây Kubota này. Đó. Dàn sấy nhỏ các loại. Dàn lớn này. 9 lò xo 3 lá côn. Có luôn. Đấy. Đây, cái đầu. Cái này mới làm xong rồi nha. Đây mới làm xong rồi. Anh em cần thì liên hệ số điện thoại 0903 562 323. Đây là Ben này. Ben thắng hơi lúc kê nha. Cái này có thắng hơi lúc kê này nha. Đấy. Đây cái phần này nha. Cầu lớn. Bình hơi. Một cái bình. Ok này kia. Cái đầu là đồi trắng đông rồi anh em. Trắng đông. Xe này cũng khủng này. Bây giờ mình sẽ đi quay bên kia chỗ anh em đang làm nha. Đây. Ngay ngã tư luôn, ngã tư Ế Hồ này. Đang đóng đồ cầu kia. Đây là U Úp. U12 nha. Người đang đóng cầu đẩy nha. Kia cũng đang đóng cầu đẩy này kìa. Đang đóng cầu đẩy. Đây mấy cái xe đây nữa này. Cầu đẩy. Nhíp đôi. Ai à. Đây cũng nhiều này, đây cầu đầy luôn. Đây là xe cũ. Đâu cũ. Đây là chất xài.